Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc bếp nướng không khói hồng ngoại dùng ga, hay còn gọi là bếp nướng BBQ do Dũng Doanh cung cấp. Chiếc bếp này thì phù hợp dùng cho các nhà hàng hay là dùng cho các quán ăn, dùng để nướng các loại đồ không khói bụi, rất là sạch sẽ và vệ sinh. Như trước mắt quý vị các bạn đã thấy, đây chính là hình ảnh của chiếc bếp này. Chiếc bếp này được cấu tạo hoàn toàn bằng inox, rất là sạch và dễ vệ sinh lau chùi. Đây thì chính là phần mặt để nướng của bếp. Chiếc bếp này có kích thước chiều dài của bếp này là 1m2, chiều rộng của bếp là 36cm. Và kích thước của cái vùng để nướng ở đây là chiều dài là 77cm và chiều rộng là 24cm. Đây thì chính là phần công tắc để chúng ta sử dụng bật tắt ga khi sử dụng. Chiếc bếp này có tất cả là 4 bếp để nướng. Bên trái có 2 chiếc núm vặn và bên phải có 2 chiếc núm vặn. Khi chúng ta nướng thì chúng ta sẽ đặt các đồ lên chiếc vỉ này để chúng ta nướng. Ở dưới vỉ này thì chính là các cái mặt để tản nhiệt. Chiếc bếp này sử dụng ga để nướng và kiểu bếp nướng hồng ngoại. Khi mà ga đốt nóng lên thì nó sẽ hồng các mặt ở đây lên. Và khi chúng ta nướng thì rất là sạch sẽ, không khói, bụi. Chúng ta có tất cả là 4 mặt để nướng, tương đương với 4 núm vặn điều chỉnh ở phía ngoài. Hoàn toàn của bếp được cấu tạo làm bằng chất liệu inox rất là sạch đẹp. Phía dưới này thì chúng ta có một chiếc khay để hứng dầu mỡ khi sử dụng. Đây chính là chiếc khay hứng mỡ. Ở phía bên cạnh bếp này thì chúng ta có một cái công tắc để chúng ta bật quạt khi sử dụng. Thì chúng ta có thể bật chiếc quạt này lên để cho nhiệt của bếp sẽ lên phía trên nhiều hơn. Đây là nút công tắc đỏ để chúng ta bật quạt. Và đây là một cái nguồn cắm điện 12V. Chúng ta có thể sử dụng điện bình hoặc là sử dụng qua cục điện chuyển đổi, cục adapter chuyển đổi nguồn từ điện 220 sang điện 12 để cắm vào trong quạt. Khi mà chúng ta nướng ngoài trời thì chúng ta có thể sử dụng mang bình ắc quy 12V đi, chúng ta cắm vào đây chúng ta sử dụng lưu động. Chiếc bếp này thì vừa có thể sử dụng tại chỗ, vừa có thể dùng nướng ở ngoài trời, rất là tiện dụng. Và bên này thì chính là phần nguồn kết nối với lại nhiên liệu đốt, là chính là ga. Chiếc bếp này khi sử dụng thì chúng ta cũng kết nối với bình ga và van ga thấp áp, bởi vì lượng ga tiêu thụ của bếp cũng rất là ít. Chúng ta chỉ việc sử dụng các dạng van ga thấp áp như hình chiếc van ga này, hay còn gọi là van ga gia đình. Ở đây một số dụng cụ khuyến mãi kèm theo khi mua bếp thì chúng ta sẽ được khuyến mãi 2 lọ đựng tương ớt và 1 lọ đựng hạt tiêu, 1 chiếc que để gắp và 2 chiếc chổi để chúng ta cần quét dầu mỡ lên trên đồ khi mà chúng ta nướng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình vận hành bếp để cho các bạn có cái nhìn nó thực tế và cụ thể hơn. Chiếc bếp này đánh lửa bằng Magento. Khi mà chúng ta sử dụng thì toàn bộ bếp thì các cái hỏng đốt thì đều được đánh lửa bằng đánh lửa cơ, nên khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ rất là tiện. Như vậy mình đã bật 2 hỏng đốt lên. Rất là nhanh, các mặt tản nhiệt ở đây đã rực lửa hồng lên. Đây chính là chiếc bếp nướng không khói hồng ngoại.
sử dụng rất là sạch sẽ và không độc hại. Khi mà nướng bằng nhiệt của mặt tản nhiệt hồng ngoại này thì cái lượng nhiệt sẽ rất là mạnh, do đó khi chúng ta nướng thì sẽ đồ sẽ rất là nhanh chín và rất là tiện dụng. Và hai mặt bên phía này cũng đã hồng lên rồi. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể điều chỉnh cái lượng độ nóng của cái nhiên liệu đốt, chúng ta có thể điều chỉnh to nhỏ tại trên các đúng vặn này. Như vậy nhiệt nướng lên rất là nóng. Khi mà chúng ta bật quạt lên thì cái nhiệt nó sẽ lên trên nhiều hơn. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 0934 439 112, hoặc quý vị các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.